Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Vì đang là mùa dâu tây nên mình muốn chia sẻ với các bạn món bánh cheesecake dâu tây không dùng lò nướng. Mình rất thích món bánh này vì nó có màu hồng rất dễ thương và tự nhiên, và hương vị của dâu tây thì cực kỳ ngon mát. Cách làm món bánh này rất đơn giản mà lại rất ngon nhé. Giờ mình cùng bắt tay vào làm. Các nguyên liệu mình cần như sau. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị dâu tây. Dâu tây mình dùng khoảng 300g thái nhỏ. Mình cho vào nồi cùng với 30g đường. Mình sẽ bắt lên bếp đun ở lửa nhỏ cho dâu được thật mềm. Mình nên có bước đun này thì bánh sẽ để được lâu trong tủ lạnh hơn là khi mình dùng trực tiếp dâu tươi nhé. Sau khi dâu đã mềm ra nước thì mình cho vào máy xay. Sau đó mình lọc qua dây để có phần sốt dâu thật là mịn. Nếu mà các bạn không có máy thì có thể lọc trực tiếp qua dây. Vì dâu đã đun mềm, mình có thể nghiền nát được dễ dàng. Mình sẽ bắt đầu làm bánh. Phần đế bánh thì mình sẽ vẫn dùng đế bánh quy cơ bản. Mình đun chảy 45g bơ nhả động vật. Mình dùng 90g bánh quy giòn. Ta đập vụn. Trộn vào bơ chảy. Sau đó mình ném bánh vào khuôn. Hôm nay mình dùng khuôn vuông tròn đường kính 16cm. Mình sẽ để tủ lạnh trong khoảng 30 phút cho đế bánh cứng lại. Trong lúc đó thì mình sẽ làm phần kem cheese. Mình ngâm 5g gelatin trong nước lạnh để gelatin mềm ra. Công thức hôm nay mình có dùng thêm sô-cô-la trắng. Nếu các bạn không muốn dùng sô-cô-la trắng thì mình cũng đã chia sẻ công thức cheesecake dâu tây khác trên kênh. Mình đun cách thủy trong bát 150g sô-cô-la trắng đến khi nó tan hoàn toàn. Khi sô-cô-la đã chảy thì mình sẽ để qua một bên, giữ cho nó không bị đông. Phần nước nóng trong nồi mình cho gelatin đã ngâm nở vào đun chảy. Mình có trong bát 210g cream cheese, mình đã để mềm về nhiệt độ phòng, đánh nhuyễn. Sau đó mình cho vào 1/3 cup hay 80ml kem tươi whipping cream. Mình đánh tiếp. Khi đánh kem tươi các bạn đừng đánh quá lâu, sẽ dễ làm kem bị lợn cợn, tách nước. Đến khi kem tươi vừa bông, mình không nhìn thấy kem lỏng nữa thì mình cho vào sô-cô-la trắng đun chảy. Mình đánh ở tốc độ thấp nhất cho sô-cô-la vừa hòa quyện. Tiếp theo mình cho vào 1 cup hay 240ml sốt dâu tây. Trộn tốc độ thấp nhất. Cuối cùng mình cho vào gelatin đun chảy và 10g nước cốt chanh. Trộn đều.
Vậy là xong, các bạn dùng thìa trộn sơ qua cho hỗn hợp được thật đều. Sau đó mình đổ vào khuôn. Mình trang trí thêm trên mặt bánh với sốt dâu tây. Bánh mình sẽ để ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 4 tiếng đồng hồ hoặc đến khi nó đông hoàn toàn. Khi bánh đã đông thì mình dùng khăn nóng áp xung quanh thành khuôn để gỡ bánh ra. Các bạn có thể để vậy hoặc trang trí bánh với whipping cream đánh bông, mình trộn với một chút sốt dâu tây để tạo màu hồng. Vậy là xong rồi nhé. Đến đây thì mình rất hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách cho mình một like, bình luận món bánh mà các bạn muốn mình làm tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi mình ra video mới. Hẹn các bạn trong video tiếp theo trên kênh.